Chào các bạn nha. Hôm nay thì Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn một cái món ăn mới để tăng thêm cái gia vị cái bữa ăn của mình. Bữa nào mà mình chán cơm á thì mình làm cái này mình ăn nha. Đây. Nui. Đây con nui Ngọc mua nè. Nui thập cẩm đủ màu hết. Với thịt bằm thì Ngọc sẽ làm cái món là nui xào thịt bằm. Ăn kèm với lại rau cải. Cái này là cái salad với lại dưa leo. Còn cà thì Ngọc sẽ sót chung vô với cái thịt. Làm cái nước sót giống như là mì Ý vậy đó mấy bạn. Thay vì mình làm mì Ý thì mình sẽ ăn bằng cọng mì. Còn cái này thì Ngọc sẽ làm bằng con nuôi. Trời đất ơi, bà cầm. Bà cầm cây cải bà đưa mình về tới nhà. Mình mới thấy là cây cải nó thối. Rửa cái cải này. Cá Ngọc nó khoái cải này lắm luôn. Đó, cải dưa leo. Để đây tí nữa mình ngâm muối. Còn cái này là ngò rí. Chú ba, đi theo con, đi hái hành. Đây là cái bụi hành Ngọc trồng á mấy bạn. Hôm bữa Ngọc mua về ăn không hết á, Ngọc ghim ra đây vậy nè. Vậy mà nó tươi. Nó có thể mọc rễ được, còn mình để trong tủ lạnh á thì nó không bằng, nó sẽ chết. Nên mình ăn á, mình cắt ngang qua. Nó sẽ lên lại được cái khác. Còn cái này thì sẵn đây Ngọc sẽ tỉa luôn. Tỉa mấy cái lá hư này nè. Đó, nhìn cho cái bụi hành nó xanh xanh đồ, cho nó đẹp đồ. Ôi quên. Cái này giờ Ngọc đi ngâm nước, đặng tí nữa Ngọc luộc cho nó mau. Rồi, để nó qua một bên cho nó nghỉ ngơi. Bây giờ, tới cái phần này là cái phần chính. Mình sẽ trộn thịt. Thịt đó thì Ngọc mua là thịt sai, thì có nạc có mỡ. Còn bạn nào không có mua thịt sai thì mình mua về mình băm cũng được. Sao mua về sai? Héo, quên. Mã máy đó sai được không vậy? Được, không được. Mình sẽ bỏ gia vị. Mình ngồi đi, chứ đứng lên chắc không thấy đâu. Gia vị mỗi cái một ít. Cái này là hành phi nè mấy bạn. Thơm ghê vậy đó. Bỏ vô đây một ít. Một ít tỏi phi. Cái này thì Ngọc xài hành phi tỏi phi luôn. Hôm nay không có xài hành sống nữa. Xíu hạt nêm. Xíu bột ngọt. Xíu muối. Rồi một xíu dầu hào. Cái này là cà rốt. Cà rốt bữa Ngọc cũng phi sẵn luôn á mấy bạn. Thêm vô cho nó có màu. Xong. Trộn đều lên. Đi bên đó ông xay đi. Ơ à, dừng lại được rồi. Nhuyễn rồi. Cái này thì giờ Ngọc sẽ dò viên nha mấy bạn. Giờ ăn to ăn nhỏ. Cái này nhà nào ăn viên bự thì giò bự, còn ăn muốn nhỏ thì nhỏ. Nói chung là giò theo cái size mà nhà mình ăn được là ok. Nhà Ngọc có size miệng bự cho nên là giò cục to.
Bữa đi Đà Lạt ăn cái xíu mại đó nó ngon. Nó vừa ăn, nó nhỏ nhỏ, nó không có bự. Xong cái phần xíu mại, giờ tới phần cà. Cái cà này thì Ngọc sẽ xắt hột lựu để một tí nữa mình làm cái sốt. Xay luôn. Nè. Rồi vậy, quên hén, có máy xay rồi mắc gì phải xắt. Con cắt nhỏ nhỏ vừa vừa bỏ vô máy xay xay. Trời ơi, bữa giờ còn lắc nó chưa có quen. Nó quên trước quên sau. Em lấy cái tỏi này ra. Mua thêm vài cái nữa. Để giờ xay sinh tố, xay tỏi, xay đồ ha. Xay tỏi rồi, xay sinh tố rồi. Cái này xay to to nha, đừng xay nhuyễn nha chú ba. Có lúc mà vẫn nói đó, đè nó vô rồi nói to. Đâu? Cái cà này nè, mình xay mịn ra mình đắp cũng được nữa nè. Vậy là ok rồi đó, bỏ lên là dứt thôi. Bỏ lên mặt là mình tét qua một cái là xong. Mới đầu nó hù thôi, nó è xong là biết rồi đó. Tới rồi đó. Cái nước nó sôi, nó nóng rồi. Giờ Ngọc bỏ cái này vô để Ngọc luộc. Ý là Ngọc sẽ phi tỏi cho nó thơm. Ngọc bỏ thịt lên, Ngọc thèo. Đó. Cái lúc mà mình dò viên á, mình bỏ dầu lên đây nè. Giờ cái mình chỉ việc mình thả nó vô thôi. Đó. Rồi để nguyên nha mấy bạn. Ok rồi nè. Vậy là chín rồi hả? Chín rồi. Chín không tại. Không chín tại đi, hùi không chín tại. Thơm dữ. Trời, bữa nay con làm không ngon nữa, nghỉ làm luôn, nghỉ vô bếp luôn. Lên vô. Cái gình gì đâu, mày làm gì tao quay đó. Dù giao không theo tao quay vậy đó. Để nói tao ăn một hộp dừa. Không rảnh quá, giờ con đi ỉa nè, đi không? Đi luôn. Cái sốt cà chua này nó đậm đà một xíu. Nó hơi lạc, giờ Ngọc sẽ dặm vô. Dặm đồ niêm vô nha mấy bạn. Quên. Cái này mình phải bỏ thêm nước tương nó mới dậy mùi lên, nó mới thơm. Đó. Xíu bột ngọt vô. Cà tiêu nữa. Chưa. Cà chua là nó bị chua cho nên là mình phải bỏ đường nha mấy bạn. Cho nó dằn cái vị lại. Dằn không lấy tấm thớt nữa, sao rồi dằn đó làm gì? Ông ra ông lấy cái cối rồi ông dằn lên chứ cái thớt chắc nó không có vừa đâu. Lúc mà Ngọc vớt ra là Ngọc có chế dầu ăn vô rồi nha. Mình có chế dầu ăn rồi cho nên là cái con này nó không có dính lại với nhau. Đó, mình ginh lên nó vẫn còn rời ra nè. Mình mà không chế một cái là nó dính cục luôn. Tính ra có cái máy là xay cà nó nhuyễn nhừ, nó ngon quá trời luôn nè. Thì thịt khi mà mình chiên sơ nó rồi mình bỏ nó ngược lại đây nè. Các bạn yên tâm đừng lo là nó không chín. Hồi nãy nó không chín, bây giờ buộc lòng nó cũng phải chín nè. Tại vì mình để trong đây một xíu nữa cho nó thấm vị lại nữa rồi mình mới ginh nó ra. Thì giá nào mày cũng phải chín thôi. Đừng bây giờ mà lo nó không chín nữa, nó không chín thì đi ra tiệm em. Bậy không. Nó phải chín, buộc lòng là nó phải chín. Cái đó gọi là khẳng định là nó phải như vậy á. Giờ Ngọc sẽ rửa hai cái dĩa. Bữa nay thì Ngọc sẽ ăn trong dĩa. Đó. Cái da này để đây. Giờ thì mình rửa rau. Nãy giờ là Ngọc ngâm nước muối rồi đó. Giờ Ngọc rửa rau. Thơm ghê không?
có một miếng ngò gí vô với một miếng hành là nó thơm dậy mùi liền. Cái món này là không thể thiếu cái rau niêm nha, mà đặc biệt là ngò gí, tại vì ngò gí nó mới thơm, tăng hương vị cho món ăn nằm ở đây nha mấy bạn. Mình phải cắt rau niêm bỏ lên. Bà ta nói hả, phụ nữ hay quên rồi. Cái thứ nhất là sinh ra là đã vậy rồi hen. Cái thứ hai là do chích Covid nè. Mình tới cái khúc cua bày ra ăn nha mấy bạn. Coi được mơ chiều ra mở quán bán đấu với cái tiệm mì ấy, mì 20k của anh chị đó mới được. Chú ba thấy làm sao? Có tiềm năng không? Năng hắt hả? Năng hắt là gì? Lót cải dưới nha mấy bạn. Đó, một dĩa. Đây là cái dĩa thứ hai. Thì cái salad này là mình ăn sống cũng được, cho nên là mình để rồi mình bỏ nó vô không sao hết. Đó. Rồi cái khúc cua. Khúc này là mình bỏ nuôi vô nè. Wow, công nhận. Cái công thức nó chuẩn ghê chú ba. Con làm vừa đủ luôn á, đòi thêm là hết liền luôn á. Đó. Có khác cái gì mì Ý đâu nè. Ý mì. Đó. Thêm cục nữa này cho nó đều, cho nó đẹp nè. Bằng thẳng dĩa hả? Đúng rồi. Đứa dĩa hẳn gì đây không biết nữa. Tính ra con người mình nó màu mè, nó quá lá hẻm rồi. Ăn là phải ngon, phải đẹp nữa. Dừng. Chó này có được ăn rồi, nhà vô nó táp rồi. Vừa đẹp mà phải ngon nữa. Rồi ông muốn làm người hay làm chó mà ông soi sánh vậy? Chưa. Hỏi gì nữa? Đây mấy nước chấm. Nước tương. Rồi ăn đi. Mời các bạn ăn nuôi cùng với Ngọc chú ba nha. Đó. Mời các bạn ăn nuôi cùng Ngọc với chú ba nha. Làm cái cục này trước đi. Lượm cái cục này trước. Chấm 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 vô chú ba. Chấm 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 quết 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 vô. Ngon nha. Chấm lên. Cái con nuôi ở giữa vô nó quến với cái cà này nè rồi mình ăn. Mình thử coi. Ngọt ngọt dai. Cái nuôi này nó dai dai đúng không? Mà ăn với đũa hơi bị sai. Cái vị của nó na ná như spaghetti á. Spaghetti chứ không phải spaghetti tăng nha. Mẹ ý á. Ha ha mẹ á. Chú ghét mẹ ý. Thì cái vị này nó cũng hao hao giống giống. Nó hơi hào thôi chứ nó không giống miên. Đúng rồi, quên bỏ lên. Ngò gí gì mà quan trọng nhất là ngò gí. Hồi nãy bỏ lên nấy mà quên, khúc này quên. Thôi bữa nay hay quên quá ta. Ý là chừa lại rồi đó, chừa lại mấy cọng á, coi á. Mấy bạn coi Ngọc nên cái nết ghê không? Ý là hồi nãy cái xác á là chừa lại mấy cọng để khi mà mình lên đây nè là mình decor lên vậy nè cho nó đẹp. Mà tới hồi ăn xong quên luôn, không nhớ gì. Ông chú ba ông đi kiếm Ngọc mới nhớ. Nó bỏ lên vậy nè nó mới thơm. Rồi mình nhai luôn cọng này nè. Nó mới ngon.
Vậy mà cũng quên được. Ăn dĩa này no không? Trời ơi, no sao không? Có thịt đó, chú ba thấy có cái gì lạ. Bởi khi mấy trứng đó, nó có cái độ có dính lại. Nó vừa ngọt, nó vừa thơm, mà nó có béo nè cũng bên. Nó có kèm cái béo của trứng đó. Ngon ha. Có hợp với cái sốt cà chua, nó chua chua, nó ngọt ngọt. Cái món này nếu mình làm mình ăn cơm cũng được, mình không ăn với cái nuôi này. Để mình dầm gai cũng giống xíu mại, mình ăn với bánh mì cũng được. Ừ. Thì nếu mình không ăn với cái con nuôi thì mình dầm ra. Nhưng mà phải có thêm rau, mình đỡ ngán. Cho ăn cộng đi. Làm món vuông bò vậy nè. Ăn cộng bỏ con đấm vô. Ăn giống như con bò ạ. À. Đưa qua đây cũng vậy thôi mà giờ tao đi bò hả? Ở Cần Thơ có cái quán bánh mì chảo nổi tiếng đó. Là sao? Thì bánh mì xíu mại bởi vì có chảy nhỏ nhỏ người ăn chảo. Giống vậy không? Ừ? Giống không? Giống chang luôn. Thiếu cái chảo với thiếu cái ruột. Người ta bán mấy chục năm rồi. Thì dẫn đi ăn đi. Còn là ô tô đậu không á. Đóng đi ăn đi. Đi còn hơi mấy giờ mà không biết. Buồn dễ thở. Đi Cần Thơ giống như đi Sài Gòn. Đi Sài Gòn đẹp hơn Sài Gòn. Thích nhất là gì biết không? Bữa tối Hiệu Phố lên đèn á. Ở thành phố Cần Thơ xài đèn led trời ơi quá trời luôn, xanh đỏ tím vàng á, đường nào cũng mịt tà đèn hết luôn. Ăn một cái dĩa này hả, ta nói nó muốn tới chiều luôn á. Mà chú ba không hỏi mẹ ăn no không? Ta không no, nó đầy đủ chất dinh dưỡng nè, nó vừa có rau nè, vừa có tinh bột là cái con nuôi nè, vừa có chất đạm từ thịt nữa, chất dinh dưỡng đầy đủ tràn trề luôn. Xong giờ mình cắn hộp dưa, uống nước tà. No rồi đó. Mà các bạn cắn hộp dưa với Ngọc nha. Ăn lai xét. Chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của Ngọc nha. Bye bye. Đám cưới thì quốc dân là những cái món như vậy. Còn đám giỗ thì cà ri, bánh mì, gà nóc măng. Người ta biến tấu chỉ có nhiêu đó thôi. Mà đi đám cưới ở dưới quê á, là mấy bạn còn có cơ hội ăn no nha. Chứ còn mà gặp đám cưới ở nhà hàng rồi là mấy bạn ăn rồi xong mà mấy bạn về mấy bạn phải ăn thêm hủ tiếu gõ. Nhà hàng người ta đãi phần ít lắm, nhưng mà cũng có mấy món đơn sơ thì thôi chứ đâu có gì mà hoành tráng lệ đâu. Tâm hồn thì người cũng được cục chứ làm gì được con. Hoành tráng lắm mới được con, mà con cũng xe nhỏ rồi, 2-3 tầm giam với làm gì con chà bá. Cái đây, cái năm mấy năm trước có đi đám cưới ở ngoài Đồng Nai. Đám cưới của cái tiệm vàng gì mà bự nhất ở Long Thành quá người ta. Rồi sao? Đãi toàn rồi, trẻ nhập không luôn.
Lần đầu tiên mà đi cái đám cưới mà thấy nó xịn sò cỡ đó luôn á. Vậy mốt ông đám cưới ông làm xịn giống vậy đi, cho nó nổi. Một mâm của nó chắc mười mấy hai chục triệu á. Toàn đồ hát sẽ nhập không? Tâm hồn của hoàng đế rồi tùm lum hết á ta. Chưa giờ thấy đám cưới vậy. Rồi đi cái đám cưới đó phong bì chắc cũng mềm ạ. Đó, mình thích quen mà đi ăn chùa. Tiệm vàng gì quá anh ta? Tiệm vàng Kim Toan.